đừng có đi theo tôi nữa. Ủa gì kìa? Tôi nói cho bà biết tại sao chơi với bạn mà giật người yêu của bạn hả? Có đâu trời ơi. Tại sao? Ơi. Người yêu của tôi chỉ có anh Lê Minh Sơn, anh Ủa Việt Tú, anh Lê Hoàng. Mà. Bà mơ quá à. Ba người này, anh Lê Minh một Sơn trong ba người mà. Này, bà im đi, một trong ba người này sẽ là cha của con của tôi. Bây giờ tôi không biết là ai, bây giờ anh nói đi. Gì á? Còn mày nữa, dàn ra. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Let me say, but still there never seems to be a single penny left for me. Not too bad. In my dream, I have a plan. If I got me a working man, I couldn't have to work at all. Mamma Mia với tiếng hát Khương Học Mỹ Lệ và phần biểu diễn của nhóm Vocal. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Wow, em đẹp quá em à. Có khi nào đây là người đàn ông là cha của đứa trẻ không ta? À, chúng ta chưa có gặp nhau đâu em à. Với cái nhan sắc rất là của là em. Lộng lẫy của em. Xấu lộng lẫy đấy em. Thưa quý vị. Thực ra là chúng ta nghe cái money 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 và chúng ta cũng chẳng hiểu được cái gì ngoài chữ money. Trong cái câu chuyện này có thể là xin chị Mỹ Lệ dành ít phút để có thể chia sẻ về cái câu chuyện mà chị và Khương Ngọc đang diễn ra. Mỹ Lệ và Khương Ngọc đang tái hiện một đoạn của vở kịch Mamma Mia. Cũng là một bộ phim rất là nổi tiếng, nói về một người đàn bà đã lớn tuổi và có một đứa con sắp cưới chồng. Nhưng mà không biết trong ba chàng trai mời ba người về, người đàn ông mời tới đám cưới là ai là cha của đứa con hết trơn. Coi như ngày hôm nay là đúng chính xác là ba người đàn ông đang ngồi trên không kia. Biết, đúng rồi, không biết là... Chắc chắn phải có một người đàn ông chịu trách nhiệm. Đúng rồi. Dạ vâng. Đầu tiên xin mời anh Việt Tú đi ạ. Anh nghĩ sao về sắc đẹp sắc nước hương trời của cô gái đứng kế bên em? Anh thì nghĩ rằng là em hát hay, nhưng mà em diễn vai gái thì giống bóng hơn là gái. Dạ. Thế bây giờ em có nghĩ là trong ba anh ai là bố của con em chưa? Em...
Lê Hoàng. Anh tôi anh chỉ là à, anh Sơn Sơn anh. Dạ anh Sơn. Anh tôi sẽ nhận là bố của đứa trẻ. Em cảm ơn anh. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ em mới biết là anh Lê Minh Sơn lại thích những cái sắc đẹp như thế này đó nha. Bởi vì đêm nay là đêm của Khương Ngọc. Bạn làm chủ sân khấu, bạn làm chủ tất cả mọi thứ. Và thật sự bạn hôm nay như một ca sĩ chuyên nghiệp thật sự. Tôi sẽ nhận là bố đứa trẻ. Em cảm ơn anh. Xin cảm ơn anh Lê Minh Sơn. Anh Lê Hoàng, anh nghĩ sao về điều đó? Anh cũng có một phần trách nhiệm đấy anh. Dạ. Thứ nhất là anh Sơn thì cái gì ngon anh cũng nhận rồi. Thứ hai là cái bài này thì các bạn dàn dựng các thứ rất là không khí, đúng là cái bản đó. Chỉ tiếc rằng đoạn đầu thì các bạn rất là hay, nhưng mà đoạn sau thì các bạn hơi, gọi là hơi đuối thì không đúng, nhưng mà hơi bị cuốn vào cái dàn đồng ca, thành ra là nó không có cái sự tách biệt riêng giữa hai cái giọng. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Lê Hoàng. Và nhưng mà dù gì đi nữa thì thành thấy rằng là hiệu ứng khán giả tại trường quay cũng rất là tốt và cũng rất là nhiều người ủng hộ. Hình như là anh Tú anh muốn nói gì nữa thì phải, anh Tú anh nói đi anh Tú. Ok, anh chỉ nghĩ là không phải là Thanh Minh, cũng không phải là bao biện cho ca sĩ, nhưng mà có lẽ anh Hoàng cũng phải xem lại cái vở nhạc kịch này để hiểu là xem cái đoạn cuối đó như nào. Bởi vì thực ra Mỹ Lệ và Khương Ngọc làm còn tốt hơn cả là trong vở nhạc kịch nguyên gốc về cái đoạn cuối đấy. Và tôi nói luôn, tôi đã cho Khương Ngọc cả Mỹ Lệ điểm 10 từ lúc giữa bài. Và bây giờ tôi dơ luôn. Xin cảm ơn anh Việt Tú và một tràng pháo tay để cho Khương Ngọc và Mỹ Lệ. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ tổng đài của chúng tôi chính thức được mở ra. Quý vị hãy nhân cơ hội này, chỉ có 15 phút thôi để chúng ta có thể bình chọn cho những cặp đôi mà mình yêu thích để giữ chân họ ở lại lâu hơn với sân khấu của cặp đôi hoàn hảo. Chúng ta hãy làm một động tác rất đơn giản, đó là soạn tin với cú pháp là mã số của cặp thí sinh mà quý vị yêu thích và gửi về cho tổng đài 7557. Hãy làm ngay nhá, bởi vì chúng ta chỉ có 15 phút để bình chọn mà thôi. Nhanh lên nào. Và ngay bây giờ thì Thành cũng xin được một lần nữa nhắc lại là bên cạnh đó quý vị và các bạn sẽ có một cơ hội nhận được một chiếc điện thoại iPhone 5 32GB do Vinaphone cung cấp. Còn bây giờ thì xin trở về câu chuyện cùng với Vy Oanh. Rất là ấn tượng khi mà anh chị biểu diễn thì anh thấy là mọi người rất là say mê. Và chúng ta đã có một điểm 10 rồi, đang rất là nóng lòng muốn biết những điểm tiếp theo ạ. Xin mời ban giám khảo ạ. Xin cảm ơn điểm 10 đầu tiên của đạo diễn Việt Tú. Và tiếp theo nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, 9 điểm. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn, 10. Và đạo diễn Lê Hoàng, 9 điểm, chúc mừng. Một số điểm rất là cao rồi. Từ vì view anh thấy là khi mà 9 điểm thì anh Ngọc nói là sao gì. Và anh nghĩ rằng là đó là số điểm của ban giám khảo. Ngoài ra thì chúng ta còn phần bình chọn của quý vị khán giả cũng rất là quan trọng. Quý vị khán giả hãy nhắn tin ủng hộ cho họ và mã số của họ là 10, gửi về tổng đài của chúng tôi ngay từ bây giờ 7557. Và quý vị cũng có thể bình chọn cho tất cả các cặp thí sinh mà quý vị yêu mến ngay từ bây giờ quý vị nhé. Xin được cảm ơn anh chị.